Hello, chào các bạn, chúng ta trở lại với channel của mình và mình là Tigri đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Dinamon War. Thì ở tập trước mình đã hoàn thành được đảo Thôn Thai rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với di tích cổ Ma Gian nhé. Thì nó đã nhập thêm được 5 con mới rồi. Wow, quá là tuyệt vời đi. Thì ở video trước thì có bạn đã bảo mình là chỉ cách tìm rồng đất với cả rồng băng. Ừ thì đây con rồng băng đây, con rồng đất đây. Thì tìm con này thì không khó, nó chỉ cần tìm ở cái khu này là gì, cái khu này là nó sẽ ra con rồng đất, còn muốn tìm rồng băng thì cứ ra cái chỗ hồ nước này, ra khu hồ nước này sẽ tìm được con rồng băng nhé các bạn. Ok nhé. Thì tại là mình bắt hết rồng rồi, hiện tại là mình không thể bắt được thêm. Mình đã bắt hết rồng rồi chứ là mình không thể bắt được thêm rồng nữa. Thế nên là đành phải chỉ các bạn theo cách này thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với đền thờ Ma Gian nữa. Ui, nhìn mấy con này nhìn xịn xò vãi trường. Ui gì này, ui ơi, nhìn con này giống cái con gì, con tên rồi. Ui nhìn mình xịn xò vãi. Đến thơ luôn em ơi. Không biết là bọn này đánh con gì nhưng mà cứ đánh hệ là đúng hệ chuẩn mình đi. Đúng hệ chuẩn mình nhá. Đấy, cái nhầm. Đâu, con bot đâu, bot đâu, bot hướng này. À đây đây đây, bot đây. Ok. Ôi, biết à? Đi chơi lửa rồi. Cấp 19. Nhìn chiến là dữ này. Nhưng bò to là chiến đấy. Nếu mà các bạn có nghe tiếng mưa thì thông cảm mình vì chỗ mình đang bị mưa. Ok, do là phân khích quá khi mà nó vừa cập nhật bản mới này phát là phải vào chơi luôn. Và quay luôn cho anh em, nó vừa mới ra mắt luôn rồi. Nên là mình phải vào mình quay luôn. Mình là mình muốn phá đảo game lắm rồi đấy. Ấy ạ, khó nhờ, không ai cỏ rồi, hiểu sao? Lóc gió. Trời ơi, con vịt này quá yếu. Con vịt này lên cao yếu lắm. Chỉ có con rồng này mới đủ khỏe đánh thôi. Thì con vịt này, không xin nhê, không xin nhê. Không xin nhê đâu nhá, đam mà hết rồi, phải còn gì đâu mà đánh nữa. À dạ, nó đánh được mình thêm phát, gần đau, khá đau. Hơi đau. Đam mà hết rồi, mình dồn hết đam rồi. Rồi ok, cho gọi extra phát là hết rồi này. Chiu, extra hết luôn. Thôi, chơi tiếp này. Extra. Không đau lắm, chơi tiếp. Ném cướp. Chà. Ok thôi thôi, nghỉ. Cho dòng ra. Con Zenix để sau đi. Đó đấy, con lợn để đánh đấu nhỉ. Chiu. Gần chết rồi, gần chết rồi. Rồi, thì chiến luôn nó xong. Màn kết thúc. Chiu. Hết. Ba con chỉ dùng hai con này. Một dòng này chính ra nên lên. Ok, thay người nào. Đây 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 đây. Tiếp em tiếp theo, em tiếp theo đâu rồi, sao đấy, rồi. Đây 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 đây, mắt to phết nhỏ đùa. Ô, mắt nhiều rắn đấy. Đến hở rắn. À, đánh ra đây em này. Cạp phát này. Bỏ lên cao rồi, con Zenix này yếu gì rồi. Do không tiền nâng cấp. Tiền đâu nâng cấp Zenix. Nhưng sao? Đội hình này của mình vẫn ăn thoải mái. Chiu. Rồi anh luôn cái này đi. Pư, tăng tỷ lệ dần chính xác. Đó rồi. Ừ, còn trâu đi. Đam này không nhiều đâu mà trâu quá. Thế rồi, làm sao anh đầy. Đầy quả này. Đi đánh mấy thằng trâu kia tích cả đống. Cứ nhận là mấy sao mấy con ở cái đền thờ ở cái kia nó phế nhỉ? Tưởng mới là phải mạnh chứ. À nó hơi phế. Hơi phế. Con Fego này mình nghĩ là mạnh lắm cơ. Nó phế quá. Trình con này còn không bằng nửa Meza nữa. Meza ra mạnh hơn. Chiu. Mẹ cái ổ phần nữa. Không sao. Qua chơi luôn. Hết. Đây rồi. Có Snake.
đánh đau hơn của mình nữa, mình cấp cao hơn. Con này mới này, khá là hay. Bây giờ có gì nó hot hot rồi, chắc là đến phần boss cuối sẽ đánh con mạnh nhất game trong cái map này. Ây da, đau vãi chưa, đánh đau thế lại đâu lại được. Thế thôi là để phải sử dụng Fango thôi, Fango kết thúc luôn trận đấu này. Mấy con nó to hết sức để áp đi cái tính mưa nó ra to. Không có tiền thì không phải cài đặt. Ok, để lúc cho những con quái vật lên rồi. Đây, ờ đây, ok. Hàng tiếp theo, đây, 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 em này. Chỉ còn có, từ từ xem này. Ồ, đây, hàng cuối cùng. Vẫn còn tầm 3 đứa nữa. Cú à, cú này nó có nhiều kỹ năng phết. Chích điện, chiu chiu. Đau phết chứ đùa. Đấm pha này, chiu. Đấm này không mạnh bằng chích điện, chích đau hơn. Chiu. Mít luôn, thế này một mình có này cần 2 đứa rồi. Chiu. Ok, có được chưa? Lửa. Lửa thì lại bị khác rồi, bị khác rồi. Còn là không bao giờ ăn được, còn là không có kỹ năng gây ốm như thoải mái. Giáo băng. Chi chu. Mấy con cơ bản này không phải sợ, vì mấy con này yếu á, nó không phải sợ. Chu, hay luôn như gì nữa, có gây không đây. Điện à? Điện không có hệ khác rồi, không sao. Ai đau ấy. Chứ, cầu chịu luôn. Tôi đừng giết em anh ơi. Ây, đau quá. Đánh chơi con này thôi. Ây dạ, đau quá. Không có tin được, con này nó mạnh thế. Nếu kiểu nó mạnh này chắc là mình chơi kiểu mất. Ghê quá. Máy quá, đều chết, đều chết. Và đỡ thêm một ham nữa, là chuyển người. Ui, anh đau vai cứt rồi kìa. Vì em ơi. Kê, 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 nó chết rồi. Máy đốt ham này nó chết rồi. Đau vãi chưa? Nó nuốt chết luôn con rồng bằng tối của mình. Đau thế. Rồi nghỉ, không được gấp. Đau thật đấy, cho con này lên đây. Mấy con này có kỹ năng thú vị phết. Lên đi. Ôi, bóng tối vậy. À quên con này nữa. Quên con rồng. Quay không ạ? Ồ, được cái kẹo mẹ rồi đây. Mình chưa biết kẹo đấy có tác dụng gì. Chưa dùng cái kẹo bao giờ. Cặp trước. Ok, rồi xuống thì chú làm đây. Anh cho chú lên bàn thờ luôn. Tụ nó. Chú chú chú. Rồi. Cho phát là chết luôn này. Chú. Ui ôi, nó lại đau kìa. Nhưng không đau lắm. Rồi cho bé trà chết luôn này. Extra chết luôn như gì nữa. Hay lửa. Tung hệ bóng tối ra. Không choáng. Choáng em ơi, choáng đi cho anh vui nào. Rồi thế, phải thế chứ. Choáng cho anh vui. Choáng mà nó còn không đánh chính nó nữa. Choáng biết được rồi. Mẹ. Mà, con này choáng mà nó đánh kinh tế. Hút máu. Nó vẫn đánh mình luôn kìa. Hút máu. Rồi, nó tự giết nó luôn rồi. Nhưng nó vẫn lên đam. Nó tự đánh nó và nó tự lên đam luôn. Dạ. Chết mẹ rồi. Đi chết đi. Rồi. Ui, con gì đây? Mẹ ngựa rồng à? Đúng mấy, nhìn quả con này nhìn củ chuối vãi. Thôi ông là thích cái này con này đó. Nhìn củ chuối cầm chuối vãi. Ây da. Rồi. Chú chú phát à. Chú chú. Đấy. Mất máu lên. Ý rồi, môn bài khỏe lắm. Đủ mẹ đánh mít. Mẹ, đánh mít phát nó đánh. Đánh mình phát, ui ôi, thôi hỏng rồi. Nó còn hút máu cơ ạ. Nhưng sao trong mấy cái map mới này toàn bóng tối vậy. Thằng này, kìa. Thằng nhà sản xuất thích bóng tối quá, nó làm gì bóng tối vãi. Hút máu. Chóng em ơi, chóng em ơi, chóng đi em ơi. Đúng rồi, chóng đi. Giờ tôi vào chết chim đi. Đúng rồi. Mới hiểu nghe lời mình luôn á. Vãi đái được. Ui giời. Khoai, chưa cho lên gọi tao cần lên cái nick chứ.
Ok, chỉ còn hai thằng nữa thôi là phá cái đảo này luôn. Zenix sẽ là con cuối cùng. Con cùng sẽ là con đối với Zenix của mình. Ok, let's go. Con cùng sẽ là con đối với Zenix, chứ không phải con này. Ôi, con gì đây? Nhìn khách phết rồi. Nhìn đâu con này của mình. À, con gấu. Mỗi tôi là khác hệ thôi. Con này được. Cứ bây giờ mới được rồi, cứ nhập hai vào với nhau. Có thật, mình cứ bây giờ con này có hệ cỏ. Cắt bắt tổ. Cứ bây giờ con này hệ cỏ, khó chịu quá. Từ khá đau, khá đau, khá đau. Nói cái đau ngang mình luôn. Thế lấy ra vậy, trò này không đau nữa. Ui, nó có revive. Đù. Kỹ năng revive này thì rất là khó chịu, vì nó hồi rất là nhiều máu. Gần đây cây rồi, gần đây cây rồi. Đã revive, con mẹ khó chịu đấy. Đã không có con gì để khắc chế đấy, con nghĩ đây rồi. Revive đấy thì bố tao không biết đánh mày bao giờ mà xong nữa. Đâu đi. Thật mẹ cả giờ ra thường vận, còn mẹ cái tê à. Power Piper. Rồi, nếu kết thúc trận đấu này đây rồi. Ed cha cho mày đi lên bàn thờ luôn. Ê, đấy cha mày đi không đam. Còn bố mẹ cha lại mày cũng sẽ có đam mà thôi. Yeah, làm gì đấy chứ. Cái trái kia nó không bút quá nhiều đam rồi. Con này yếu á, bút có nhiều đam rồi. Ok, nó có đam nhưng mà nó đéo đánh được tanh của mình. Còn mình có tanh mình có đam. Cáu ai? Đối người. Không được, không được, không được. Tiếp tục đi. Cậu thế à? Con này nó revive phát nữa thì chắc đi luôn á. Thề. Khỏe quá. Rồi, được gọi ốm rồi. Phai cứ thật thôi 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 nghỉ. Mẹ nó cay kìa. Chó điện. Làm lại, làm lại, làm lại, làm lại. Con lợn này, cay thật đấy. Ra em ơi. Đến lúc làm lại rồi. Má revive khó chịu phải. Đưa cái đất revive của mày, tao cho mày cái này để mày khỏi revive luôn. Tụ độ. Solar fire. Bắn luôn. Một viên này của mày tao cho mày đi luôn. Chu. Được cây. Cho nó chịu nhờ. Phá damage. Ra vậy không nhiều lắm. Má revive tiếp. Ôm. Thôi vào có xúc kích độ rồi. Súng kích độ, ok. Một viên này thôi, tao cho mày đi bàn thờ thôi luôn. Khỏi phải nói nhiều. Đi luôn đi em. Ok. Mãi mới xong được một con. Cả phát. Vai cả mịt. Nó cầm mình còn đau cơ. Name fail. Kèo đánh lâu vãi nó chơi toàn mấy con đủ mẹ anh tốt ra được sự. Mẹ trống tí. Nổ lên. Quất. Vai cả choàng. Vai cả mịt. Cày đi. Ôm đi. Ôm đi cho là vui. Ui ôi đánh cầm nó không đau kìa. Còn một con đủ mẹ. Cho chó đi ơi, cho chó đi ơi. Cạp đấu đau luôn ạ. Ôi ôi tao còn lại phải sạc bình máu này. Ôi tao chết mẹ rồi, quên. Đừng 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 giết em ấy, ủa mày quá, nó không giết mình. Bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm tí, bấm nhầm tí. À để tôi bình máu chứ. 25 bình máu mà lo gì. Cap, đi chết rồi, nó sao chết. Này nó đánh cái gì nó chết này. Ôi ôi. Vãi cả đài, vãi cả đài luôn. Ai ngờ đâu nó lại dùng tiếp cái này. Kiểu khó nghĩ. À khó vãi. Đâu đấy. Kết thúc trận đấu đi. Extra, nhưng mà thử làm. No. Rồi chết luôn đi em. Vãi cái bịt. Ok em game đấy nhá. Khó thật thật thật. Kèo này quá khó. Lên luôn kìa. Oh, cái kèo này lên được một cấp này. Wow. Better. Thế có nghĩa là Zenix, 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 Zenix. Đây, level up yourself. À, mà đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Holy shit, lấy kem cấp được.
shit, 22 luôn. Ok luôn, chứ còn gì nữa em ơi. Ok, tới lúc đánh trận chính cuối cùng rồi. Trận này hình như là phải phải con này thôi. Em mẹ nước á, ok. Đến lúc đánh cái thằng bỏ mẹ rồi. Frederick Bitchy, he could see your himself. What did he do it? Oh. Ok. Hình nữa à? Mẹ nó chơi được. Chơi mẹ đi, khỏi phải đi rồi. Khá đau. Chưa. Mày cứ bút ra đây. Mày cứ bút ra đây, bố mày chơi phá ra mày. Rồi, sắp có kỹ năng phá lát rồi. Em trả tiếp. Chưa. Má giờ hai con này cùng súng đam thì làm ăn được gì nữa. Mày định đánh bao giờ? Câu rồi mấy giờ nữa. Mẹ hai con cùng súng đam. Cái này đánh bao giờ đây? Súng đam đi. Rồi, cái hai con cùng súng đam. Nhưng mà thôi, mày chết rồi. Chết luôn. Ok, có tiếp theo. Hiện lửa. Cho chó phát. Cho chó à. Chú chó nghe chỗ ốm trước. Ốm mẹ. Con rắn cây này. Rồi giờ chó đi em. Chó này. Rồi đấy, phải như thế chứ. Nó làm mình ốm luôn rồi. Không sao. Sắp thắng rồi, cơ hội tỷ thắng là 100% rồi. Khi mà hai con rồng của mình nó cân hết hai con này rồi. Rồi đánh đau quá. Chơi đi. Ờ chơi rồi chơi. Woo. Đây rồi. Griffin. Nhưng mà chỉ có phải fan. Nhìn một cười ấy à. Nhìn cái bắt đầu xem. Griffin ấy đó. Nhìn đẹp trai bao nhiêu. Nhìn gầu lội bao nhiêu. Nhìn con này nó phèn phớt quá trời. Xúc phạm mình xem. Ta cảm nghĩ ra cái kết quả tạo hình cho mình đây. Xúc phạm mình xem quá trời. Không tin được. Đây là một cách xúc phạm mình xem. Còn lại nhìn cái mắt tôi xem. Nhìn nó đớn quá. Ok, rồi đi chơi đi em ơi. Anh không thấy, anh sẽ không kill chú đâu. Anh để nó kill chú. Rồi. Will, khoan anh đã để khoan anh di tích 3 giam. Ok, phải lên cấp luôn. Và chưa có gặp đấy. Được thêm cái kia. Còn vãi. Rồi, mở đi. Đây, còn cái di tích dưới nước á. Đủ bé. Còn có một cái di tích dưới nước nữa. Và còn nhiều cái khu bảo vệ nữa. Chứ là khá là nhiều thứ. Chứ là mình đã hoàn thành được cái chỗ này rồi thì... Cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì lại cho mình một like, một subscribe kênh nhá. Thì hôm nay mình đã phải được cái map này. Nhìn cũng không rộng lắm. Mà rộng vách cả này. Còn này bắt hết cả đống kia thì chắc là chết mất nhưng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt các bạn. Và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bù. Ý sợ. Ấy dạ, đau đấy. Cắt cho mẹ bố mẹ. Đi nhẹ thôi, ok. À, ấy, thế là có con mới liền. Tinh. Ôi, con chó này. Con chó này, nó phá mất một cái. Mẹ, cái tích à. Mẹ, ta phải giữ lại, ta đi bắt mấy phát đấy chứ. Mày có vào không? Mà không vào tao đấm chết mẹ bây giờ. Oh my god. Taller. Ok, con này ok rồi, 20 là mắc được trong cái map này. Bỏ top. Đau liền. Chí-chú. Đau liền. Đau đấy. Rồi đủ cấp rồi, đủ luôn. Ui con mẹ. Bắt con thò lên. Ui vãi cả cứ. Con này khỏe quá. Ai. Rồi khỏe thế. Vào đi em ơi, để con đi bắt cá nữa nào. Tinh à! Cây ơi. Ui chui vào thân. Con chó. Rồi. Ơn chúa. Mà nó mới chui vào. Griffin, các bạn mười. Yeah. Đây rồi. Griffin.
Chắc không thể phi được Griffon. Griffon. Ok. Ok liền. Mình choáng rồi. Đây. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết em ơi. Quay cho nó, đừng chết. Ui may quá. Đủ sát được rồi. Ok. Vào trong em ơi. Tinh. Đấy, trời ơi. Mẹ con cho người khó bắt mày cực kích. Không cần. Không cần. Nước hồ nước, hy vọng ra hồ nước này sẽ gặp được con lừa điện. Đồ ơi. Tính toán là đây. Bắt được luôn. Chú chú. Mày thoải mái đi, tao còn đúng có đi ạ. Đủ mấy. What the place làm cái gì? Món ba của tao mẹ tuy chưa mắc cấp nhưng mà thôi vẫn khỏe. Con lợn này revive à? Cáu thế à? Ui revive gần đây cây luôn kìa, vãi cả trường. Thế thì bố tao đéo chơi được mày, còn mẹ cái tiêu revive từ đời cây đến mẹ gần đây cây lận. Khỏe vãi được này. Đó, chưa, đéo chết. Vai biểu 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 gì trích điện chu 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 chu. Ok nghỉ coi nghỉ rồi được rồi hút máu hút tiết đó cắn về đừng chết. Ui ui là trời, ui là trời, ui là trời. Cái này mà không bao mà cầu nó ta xiên phải luôn đấy con lợn này. Vào câu đúng rồi mẹ ơi cày thật đấy phải thật thật sợ thật. Đi đâu thì mất. Ui cuối cùng thì cũng tìm được rồi, cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Wow, Uda tao tìm thấy mày rồi. Rồi đây là thứ kho báu duy nhất trong cái thờ này, khó tìm vậy cực. Tìm được cái này sắp chết đây luôn rồi. Ok, cái nữa là xong. Mình chết, ok. Rồi, xong rồi. Xong rồi, xuống ra rồi. Ôi, mệt quá. Mua đây. Ôi, hồi. Tinh, ái, trời ơi. Full map, yes. Cứ cần đi. Cũng xong rồi, cho em. Oh yeah, đây là đâu đây được cái map rồi. Yeah.